Sơn kiến giả tôn khăn thi ư kiến giả một khăn thi à tôi giờ hỏi Sơn kiến giả một khăn thi nhà Sơn à một khăn thi nữa ta tặng một khăn thi mấy đứa tiêu giờ kia khăn thi nào giờ xong rồi tiêu chết rồi chắc là do khó lòng đá rồi, xong rồi nhà chắc khó liền nữa.